Đây giới thiệu các bạn, đây là cái máy Toshiba này. Máy này là máy inverter 12.000 BTU. Giá thành của nó tương đối hợp lý. Vừa rồi tôi mua để xây dựng giáo trình. Ở trong miền Nam thì các bạn ở trong miền Nam thì người ta dùng cái này rất là nhiều. Tuy nhiên ở miền Bắc thì người dùng hơi ít. Nhưng mà trong tương lai tôi nghĩ là nếu như mà một số khách hàng mà dùng được thấy tốt thì người ta sẽ quảng cáo với hãng. Bởi vì tôi thấy là chạy nó rất là êm. Thì tôi hướng dẫn một số cái lỗi cơ bản của nó. Đây là máy tôi đã tháo sẵn ra rồi. Cục nóng tôi đã tháo cái lắp trên này ra rồi. Và bây giờ cắm điện. Bật nguồn. Đây là cái đèn báo nguồn. Ở đây nó có 4 cái đèn. Tuy nhiên nó lại để chống. Nó để chống 3 cái này. Nó chỉ dùng cái đèn giữa thôi. Cái đèn này nó là đèn timer. Đèn giờ đấy. Và sau này nó cũng dùng cái đèn này để cho chúng ta báo lỗi, là chúng ta check lỗi. Cái đèn này là đèn power. Thì khi mà máy nó bị lỗi, có lỗi thì nó sẽ, cái đèn này nó sẽ chuyển sang nháy. Như bây giờ nó đang là như này, như tí nữa mà nó lỗi thì nó sẽ chuyển sang nháy. Thì hiện nay tôi đang rút cái dây quạt này ra thì sau khoảng 1 phút là nó sẽ lỗi. Và tí nữa tôi sẽ dẫn các bạn check, cách check luôn nha. Check luôn ở máy Toshiba này. Đấy. Mua máy mới tinh về để làm giáo trình phục vụ cho anh em học viên của trung tâm nghề Bách Khoa 78 Phố Vọng. Đấy. Anh em học ở đây là trong quá trình học thì được tặng cái thẻ, sau này học hết cái thẻ 3 triệu thì đến thì chúng tôi sẽ cung cấp cho thẻ với cái giá nộp có ít tiền thôi. Luôn có cái giáo trình mới tinh. Máy hiện nay vẫn đang nằm trên kệ của siêu thị. Trong một tuần sau là đã có giáo trình để update cho học viên rồi. Đấy. Thì với cái dòng máy mới tinh như thế này thì chúng ta phải sửa chữa ít nhất là khoảng 6-7 năm. Bởi vì bây giờ người ta mới lắp đặt thì người ta được bảo hành 1-2 năm. Nên người ta phải dùng được khoảng chục năm cái điều hòa, ta phải dùng chục năm để nó đi đúng không? Vâng, chục năm. Thế là mình có thể kiếm tiền được trong vòng khoảng 10 năm. Đấy. Đấy, thì lỗi nhá. Lỗi như này, tức là cái máy nó bị lỗi thì cái đèn nguồn nó sẽ nháy như này. Đúng nhỉ? Và cái cách check lỗi của máy Toshiba là như này, chúng ta dùng cái điều khiển của máy thôi. Chúng ta ấn vào cái nút check. Có cái nút chìm check, ấn một cái là nó hiện ra hai cái số 0 ngay. Thì hiện nay nó cái số này nó đang cái báo nhiệt độ nhé, chúng ta bấm vào đây cái nó hiện ra số 0 ngay. Ừ. Sau đó chúng ta mới tăng giảm một cái nút nhiệt độ này. Đấy. Khi nào chúng ta bấm cái này cái thì nó sẽ nháy nháy cả hai đèn này. Và khi nào nó có tiếng kêu bíp bíp bíp. Đấy. Thì hiện nay nó đang báo cái mã 0011 này. Chúng ta bấm tiếp qua cái mã này đi. Thì một cái lỗi của cái thằng Toshiba là nó thường báo hai cái mã. Ừ. Trong đó một cái mã chung. Chắc là cái mã 00 là báo là hiện nay là máy đang có lỗi. Sau đó là một cái lỗi khác nữa. Đấy, một cái lỗi là 11. À, và cái lỗi quạt nó sẽ có lỗi 00 và lỗi 11. Tra trên mạng ở đây. Nó tự check mình. Cái này trên mạng lại chưa có. Và tí nữa tôi về tôi cập nhật lên trang học nghề trực tuyến. Chỉ có trang học nghề trực tuyến có mã lỗi của tôi xin vào. Cập nhật vào là thay bo. Thế thì tí nữa tối về tôi sẽ cập nhật ở trên học nghề trực tuyến là các cái mã lỗi của Toshiba. Đấy. Thế thì hiện nay có Toshiba là nó có các cái lỗi như sau. Thứ nhất, cho anh nhận cái giấy nó thống kê đây rồi. Thứ nhất là khi bị lỗi sensor phòng. Khi lỗi sensor phòng thì máy check ra lỗi 00. Ở đây tôi có ghi hết. Tối giờ tôi sẽ cập nhật lên mạng. Này, thấy cái đặt văn thì
dạy nghiên cứu này thì thời gian đâu để làm việc khác. Sắp xếp đi. Ngày hôm ca này thì ngủ có 2 tiếng thôi. Thứ nhất là lỗi sensor phòng. Thì khi chúng ta check như vừa rồi, nó sẽ báo lỗi 00 là 1 và lỗi 0C. Sensor C. Yeah, cái này tối về tôi sẽ cập nhật trên trang hoặc là trực tuyến anh em vào để tra. Vâng. Hai là lỗi sensor giảm, giảm lạnh này. Thì cũng ra lỗi 00 và lỗi 0D. Tức là nó có nhiều cái lỗi 00 chung. Cái này chắc là nó báo là báo lỗi. Máy đang có lỗi. Có lỗi. Và sau đó là đến cái lỗi 0D. Lỗi riêng. Thứ ba là nếu đứt sensor giảm là 0D rồi này. Thứ ba là hỏng cái quạt. Hỏng cái quạt giảm lạnh này. Mất hồi tiết đấy. Thì vừa rồi tôi check ra lỗi là 00 và 11. 00 và 11. Thứ tư là đứt cái sensor theo dõi nhiệt độ không khí ngoài trời. Đây cái sensor này. Nó để ở ngay cái cửa hút gió vào bo nóng này. Ở cái giảm nóng này. Đứt cái con sensor này thì nó báo lỗi 1B. Báo lỗi 1B, cái này nó không có lỗi 00 mà nó chỉ có báo lỗi 1B thôi. Và tiếp theo là đứt sensor đầu đẩy máy nén. Cái này nó kẹp vào đầu đẩy của máy nén đấy. Thì nó báo lỗi 02 và lỗi 19. Đấy, đứt sensor đầu đẩy máy nén là báo lỗi 02 và lỗi 19. Quạt lạnh không chạy thì báo lỗi 00 và 11. Hỏng IC-HAN của quạt cũng thế. Lỗi giao tiếp. Lỗi giao tiếp giữa hai bên này thì báo lỗi 01 và lỗi 04. Đó là lỗi giao tiếp. Quạt giảm nóng mà không chạy. Ví dụ như chúng ta rút quạt ra thì sau khi thời gian trễ 4 phút, lốc khởi động được khoảng 15-20 giây thì ngắt. Thế còn lốc không chạy thì quạt trong vẫn chạy, quạt ngoài vẫn chạy. Đến tôi đã thử đến 20 phút rồi, không báo lỗi. Lốc không chạy, tức là rút dây lốc ra. Rút dây lốc ra, quạt trong vẫn chạy, quạt ngoài vẫn chạy. Máy chạy 20 phút không báo lỗi, chỉ có gió không. Đấy, anh Toshiba này là anh lốc không chạy, anh cho quạt chạy thoải mái luôn. Đấy, cho bà con xem cái mạch một tí nhỉ. Mạch rất là đẹp. Đấy, mạch sáng không? Mạch rất là đẹp. Đấy. Đấy. Mạch nó thứ nhất là nó thoáng, nó không bị quá dày linh kiện. Thứ hai là nó nhìn linh kiện nó rất là khôn, đúng không? Vâng. Đây cuộn cell này, cuộn cell nó chỉ thế này thôi. Nó gọn gàng, gọn nhẹ. Như cuộn dây. Con AC meter đấy. Đơn giản. Còn đây chỉ qua cái em rút giúp chúng tôi cái điện này. Chỉ qua cái nha. Đây. Chỗ này là cái lọc nhiễu cao tần thôi này. Lọc nhiễu cao tần. Cầu chì ngay đầu vào là lọc nhiễu cao tần này. Sau đến dơ le rồi con PTC 300 này này. Chính là cái mạch chống chập đấy. Mạch này tí chúng ta học Toshiba thì nó chính là cái giống như Toshiba đấy. Đấy. Các bạn trước khi đi vào đây, trước khi chỉnh lưu nó lại đi qua cái lọc nhiễu cao tần lần thứ hai. Rồi đi qua cuộn này. Cuộn AC editor này. Này khả năng là cái máy này nó sẽ có tăng áp. Nó sẽ có tăng áp và nó gọi là cái tăng áp ở cái đường DC. Tăng áp thì chúng ta học cái đến cái máy LG chúng ta sẽ hiểu được cái tăng áp này. Còn đây là con vi xử lý này. Đây là biến áp xung này. Đây là IC nguồn này. Đây là IC quạt này. Bây giờ anh lại chơi IC quạt ở đây nhá. Vâng, nó đưa ra UVV kép cho quạt nhá. Quạt nó gọi là đường UVV kép. Có nghĩa là IC quạt này với IC lốc này là giống nhau. Vâng. Chỉ khác về công suất thôi. Vâng. Thằng này ví dụ như là 50W thì công suất của IC lốc là 1000W. Đấy, khác về công suất thôi. Thì quạt quạt nóng, quạt nóng chân như vậy. Quạt nóng thì được, quạt nóng nó vẫn nóng là AC 3 pha. Quạt nóng là 3 pha UVV kép chứ không phải là quạt AC kiểu kia. Vâng, đúng rồi. Và quạt này là quạt UVV kép giống như block. Vâng, giống như block.
Còn đây là cái đằng sau của IC công suất điều khiển máy lén. Đây là cái tủ lọc 300V. Tủ lọc 300V. Đấy, cái bo này nó đẹp không? Rất là đẹp. Gọn gàng, đúng không? Vâng. Còn mỗi một cái là đi tháo cái này này. Tháo cái này nó hơi nó liền. Tháo cái này nó bị vướng như này nha. Tất cả tháo rất là dễ. Tuy nhiên để tháo được cái bo này lên hẳn lên trên rồi thì chúng ta phải tháo một con ốc ở đây này. Em đây, từ này tôi chỉ banh cái này ra. Tức là để banh cái này ra. Phải tháo một con ốc này, nó nằm ngang như này. Để nó nằm ngang như này. Để nó nằm ngang như này. Nhưng mà bây giờ mà chỗ này lại không có lỗ. Đây chỗ này không có lỗ, buộc chúng ta phải tháo cái này ra. Phải tháo này ra. Tháo cái này ra thì nó lại vướng như này. Cái này nó lại vòng nó bo này. Nó bo vào đây này. Thì thùng máy khác nó ngắt sau đây. Nó lại có một cái ốc nó phải tháo theo tư thế thế này. Nên là chúng ta phải dùng tôi biết ngắn, tôi biết nhỏ sờ cái ốc ở đây để tháo. Tôi biết ngắn. Thế tuy nhiên là chúng ta có thể như này, có thể tháo đầu kia thôi. Đầu kia sau đó há nó ra một tí, chúng ta đưa cái tu vít chéo chéo này vào tí, chúng ta tháo ra là được. Đấy, sau này nếu mà cần thiết thì chúng ta phải làm một cái lỗ ở đây đúng vào cái đầu ốc này. Thì đưa vừa cái tu vít thôi. Thì tháo ra thì đỡ phải đấy, nó có mỗi thế, còn tháo cái này rất dễ, cả cái bo này nhé. Duy nhất có một cái ốc ngang này thôi. Sau đó nhấc hẳn lên trên này. Đấy, duy nhất có một cái ốc ngang. Duy nhất có một cái ốc ngang này. Tháo nó cũng rất là dễ thôi, không có gì khó. Toshiba đấy. Đây. Nhỏ cho.